thân chào các em. Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Cô tên là Nguyễn Thị Lệ Hằng. Cô đến từ trường tiểu học Hà Huy Giáp, quận 12. Cô rất mong được đồng hành với tất cả các bạn học sinh lớp 2 của chúng mình. Để học tốt bài học hôm nay, các em cần chuẩn bị giúp cô một quyển sách toán lớp 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, bút chì, bút kẻ, bản con, phấn, và các em cần chú ý tập trung nghe giảng và thực hiện nhiệm vụ bài học. Các em có thể bấm nút dừng khi chưa theo kịp bài. Đi vào hoạt động đầu tiên, đó là khởi động. Có một trò chơi nhỏ dành cho các em đây. Các em hãy chọn một con vật mà em yêu thích để khám phá những dãy số bí ẩn bên dưới mỗi con vật ấy nhé. Trên màn hình cô có 3 con vật rất là đáng yêu. Bây giờ cô sẽ chọn cho các em con vật đầu tiên. Đấy là con mèo Kitty, các em có đồng ý không nào? Các em hãy nêu cho cô kết quả các phép tính sau: 11-3, 11-5, 11-6 và 11-9. Các em sẽ có 5 giây để tính nhẩm, sau đó các em nêu kết quả cho cô nào. Hết giờ rồi các em, nêu kết quả cùng cô nhé. 11-3 bằng 8, 11-5 bằng 6, 11-6 bằng 5, 11-9 bằng 2. Các em làm có đúng như vậy không? Nếu các em làm đúng như vậy, cô thưởng cho các em một tràng vỗ tay nhé, vì các em rất giỏi. Tiếp theo, cô thấy chú cá này cũng rất là đẹp, cô sẽ chọn chú cá này cho các em nhé. Nêu cho cô kết quả các phép tính 12-4, 13-5, 14-6 và 15-7. Các em cũng có 5 giây để tính nhẩm, sau đó nêu kết quả cho cô nào. Giờ rồi các em, nêu giúp cô kết quả các phép tính nhé. 12-4 bằng 8, 13-5 bằng 8, 14-6 bằng 8, 15-7 bằng 8. Ai làm đúng như vậy nào? Nếu các em đã làm đúng, cô thưởng cho các em một tràng vỗ tay nào. Các bạn nào nêu cho cô cách thực hiện 15-7 xem nào. Đúng rồi, đầu tiên các em lấy 15-5 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 trừ tiếp cho 2, 10 trừ 2 bằng 8, như vậy 15 trừ 7 sẽ bằng 8. Các em rất là giỏi. Còn lại là chú vịt. Như vậy bên dưới chú vịt ẩn chứa điều gì, các em hãy mở cùng cô nào. Các em hãy nêu cho cô kết quả các phép tính 16-8, 16-9, 17-8 và 18-9. Suy nghĩ trong thời gian 5 giây, tính nhẩm và đều cho cô kết quả nào. Các em đã có kết quả rồi đúng không nào? Hãy đọc to cùng cô nhé. 16-8 bằng 8, 16-9 bằng 7, 17-8 bằng 9 và 18-9 bằng 9. Ai làm giống trên bảng của cô nào? Các em rất là giỏi, cô thưởng cho các em một tràng vỗ tay nhé. Bạn nào nêu giúp cô cách thực hiện 17-8 xem nào. Đúng rồi, đầu tiên các em lấy 17-7 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 trừ tiếp cho 1 bằng 9. Như vậy 17-8 bằng 9. Đúng không các em? Các em rất là giỏi. Như vậy qua trò chơi vừa rồi, cô thấy các em nắm được cách trừ qua 10 trong phạm vi 20, có nghĩa là chúng ta thực hiện trừ để được 10, sau đó các em lấy 10 trừ đi số còn lại. Các em rõ cách làm chưa nè? Các em hãy ghi nhớ để vận dụng vào luyện tập trong bài bảng trừ tiết 2 mà hôm nay cô dạy chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Nhắc lại cùng tên bài nào. Bảng trừ tiết 2. Một lần nữa nhé. Bảng trừ tiết 2.
Đọc to cùng cô bài tập số 1 nào. Bài 1 tính nhẩm. 4, 13 trừ 8, 18 trừ 9, 14 trừ 7, 15 trừ 6, 16 trừ 9, 12 trừ 4, 17 trừ 8. Các em hãy tính nhẩm các phép tính ở bài tập số 1, ghi kết quả vào bảng con. Cô sẽ dành cho các em 10 giây để thực hiện bài tập số 1 này nhé. 10 giây dành cho các em bắt đầu. Hết giờ rồi các em. Bây giờ các em sẽ nêu lần lượt kết quả từng phép tính cho cô nào. 11 trừ 4 bằng 7, đúng rồi. 13 trừ 8 bằng 5. 8 trừ 9 bằng 9. 14 trừ 7 bằng 7. 15 trừ 6 bằng 9. 16 trừ 9 bằng 7 nè. 12 trừ 4 bằng 8. 17 trừ 8 bằng 9. Thế bạn nào cho cô biết để thực hiện 13 trừ 8 thì các em sẽ làm như thế nào? À đúng rồi, đầu tiên các em lấy 13 trừ 3 bằng 10. Sau đó các em lấy 10 trừ tiếp cho 5, 10 trừ 5 bằng 5. Vậy 13 trừ 8 sẽ bằng 5. Ngoài cách thực hiện trên, các em còn dựa vào đâu để rút nhanh kết quả phép tính 13 trừ 8 như nào? À đúng rồi, em dựa vào bảng trừ, 13 trừ đi một số, đúng không? À các em rất là giỏi, cô có đầu tiên. Như vậy các em hãy vận dụng cách tính này vào bài tập số 2 nhé. Các em hãy cho cô biết bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì. À đúng rồi, bài tập số 2 yêu cầu chúng ta viết theo mẫu. Để thực hiện tốt bài tập này, các em chú ý quan sát hình mẫu. Đặc biệt là các em hãy quan sát màu sắc của các chấm tròn nè. Cho cô biết có mấy chấm tròn màu vàng. À đúng rồi, có 8 chấm tròn màu vàng. Mấy chấm tròn màu hồng các em? À đúng rồi, có 6 chấm tròn màu hồng. Vậy cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn nào? À đúng rồi, cô có tất cả 14 chấm tròn. Bạn nào có thể nêu cho cô phép tính tương ứng không? À đúng rồi, 8 cộng 6 bằng 14. Như vậy cô có là 6 chấm tròn màu hồng và 8 chấm tròn màu vàng. Vậy bạn nào có thể nêu cho cô phép tính tương ứng và kết quả của phép tính đó? À đúng rồi, cô có 6 cộng 8 bằng 14. Từ phép cộng 6 cộng 8 bằng 14, vậy cô đố các em 14 trừ 6 bằng bao nhiêu? À rất là giỏi, 14 trừ 6 bằng 8. Vậy 14 trừ 8 bằng mấy các em? À đúng rồi, 14 trừ 8 bằng 6. Các em rất là giỏi. Đây chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Các em hãy dựa vào bài mẫu của cô vừa hướng dẫn để thực hiện tiếp nhé. Các em hãy chú ý quan sát về màu sắc của các chấm tròn, sau đó viết số thích hợp vào các dấu chấm hỏi này giúp cô. Các em rõ yêu cầu chưa nào? Rồi bây giờ các em hãy nêu dùng cô kết quả nhé. Bây giờ cô có là bao nhiêu chấm tròn màu xanh lam các em? À đúng rồi, 7 chấm tròn màu xanh lam. Thế mấy bao chấm tròn màu xanh lá? À đúng rồi, 5 chấm tròn màu xanh lá. Vậy cô có tất cả mấy chấm tròn? À đúng rồi, 12 chấm tròn. Ngược lại, cô có 5 chấm tròn màu xanh lá nè và 7 chấm tròn màu xanh lam. Vậy cô cũng có tất cả là 12 chấm tròn. Đúng rồi. Như vậy ở đây các em lưu ý cho cô chỉ đổi chỗ các số hạng trong một tổng thôi, nhưng mà tổng nó vẫn không thay đổi, các em chú ý nha. Từ phép cộng này các em hãy viết cho cô nè, cô có 12 chấm tròn nè, và cô trừ đi 5 chấm tròn. Vậy cô còn mấy chấm tròn các em? Mấy chấm tròn màu xanh lam nè? À đúng rồi, cô còn 7 chấm tròn. Cô có 10 tất cả 12 chấm tròn. Cô trừ đi 7 chấm tròn màu xanh lam, cô còn lại 5 chấm tròn màu xanh lá, đúng không các em? Qua bài tập số 2 vừa rồi thì các em rút ra được điều gì nào? À đúng rồi, khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng của nó vẫn không thay đổi.
và các em cần lưu ý cho cô. Chúng ta lấy tổng trừ số hạng này, chúng ta được số hạng kia. Các em hãy vận dụng điều này vào bài tập số 3 nhé. Các em hãy cho cô biết bài tập số 3 yêu cầu chúng ta làm gì. À đúng rồi, bài tập số 3 yêu cầu chúng ta tìm số thích hợp để điền vào các dấu chấm hỏi trong bài tập này. Như vậy theo các em, để tìm số thích hợp điền vào các dấu chấm hỏi này, các em dựa vào đâu? À đúng rồi, chúng ta có thể dựa vào bảng cộng hoặc bảng trừ để tìm số và các em điền vào dấu chấm hỏi. Các em hãy thực hiện bài tập này bằng bút chì vào sách giúp cô trong thời gian là 10 giây. 10 giây dành cho các em. Bắt đầu. Hết giờ rồi các em. Bây giờ các em hãy nêu cho cô kết quả của các phép tính theo từng cột nhé. Nêu cho cô kết quả của các phép tính trong cột thứ nhất. 9 cộng 7 bằng 16. Như vậy 16 trừ 7 bằng bao nhiêu các em? Bằng 9. Đúng rồi, 16 trừ 9 bằng 7. Rất là giỏi. Như vậy các bạn cho cô biết vì sao các em tính được 9 cộng 7 bằng 16 nào. À đúng rồi, đầu tiên các em lấy 9 cộng 1 bằng 10, sau đó lấy 10 cộng 6 bằng 16, đúng không? Vì sao 16 trừ 7 bằng 9 mà 16 trừ 9 bằng 7 các em? À đúng rồi, bởi vì 9 cộng 7 bằng 16 thì chúng ta dựa vào cái phép cộng ở trên này. Ta lấy 16 trừ 7 sẽ bằng 9 và 16 trừ 9 bằng 7. Đúng rồi, bởi vì trong cùng một cột, từ một cái phép cộng chúng ta có thể lập được hai phép trừ. Và đây cũng chính là cái mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ đấy các em. Các em hãy nêu cho cô tiếp kết quả của cột thứ hai nhé. 8 cộng 3 bằng 11. Như vậy 11 trừ mấy bằng 8 các em? Chắc chắn là bằng 3 đúng không nè? 11 trừ 3 bằng 8. Vậy 11 trừ bao nhiêu bằng 3? Ngược lại 11 trừ 8 sẽ bằng 3, đúng rồi. 6 cộng 7 bằng bao nhiêu các em? 6 cộng 7 bằng 13. Chính xác, các em sẽ lấy 6 cộng 4 bằng 10. Sau đó mình cộng thêm 3 nữa, được 13. Thế 13 trừ bao nhiêu bằng 7? Chắc chắn là 13 trừ 6, đúng không nào? 13 trừ 6 bằng 7 và 13 trừ 7 sẽ bằng 6. Các em rất là giỏi. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành bài tập số 3. Các em hãy kiểm tra lại xem mình làm có đúng như trên bảng của cô không nhé. Nếu các em đã làm đúng rồi, cô thưởng cho các em một tràng vỗ tay nào. Các em đọc cùng cô bài tập số 4 nhé. Bài 4, lúc đầu trên xe có 12 bạn, sau đó 3 bạn xuống xe, hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn. Các em hãy cho cô biết bài toán cho biết gì nào. À đúng rồi, bài toán cho biết lúc đầu trên xe có 12 bạn, sau đó xe hết 3 bạn. Bài toán hỏi gì các em? À bài toán hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn. À muốn biết trên xe còn lại bao nhiêu bạn, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các em hãy suy nghĩ, tìm cách giải và viết phép tính thích hợp vào các ô màu vàng này giúp cô. Và sau đó các em hãy trả lời cho cô câu hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn. Các em rõ yêu cầu của cô chưa nào? À cô dành cho các em 5 giây để thực hiện bài tập này nhé. Hết giờ rồi các em. Các em đã có kết quả rồi đúng không nào? À nêu giúp cô phép tính thích hợp nào. À đúng rồi, lúc đầu trên xe có 12 bạn nè. Sau đó 3 bạn xuống xe. Như vậy khi bạn xuống xe các em sẽ thực hiện phép tính gì? Đúng rồi, phép tính trừ. Trừ 3. Vậy 12 trừ 3 bằng bao nhiêu các em? À đúng rồi, 12 trừ 3 bằng 9. Vậy cho cô biết trên xe còn lại bao nhiêu bạn nào? À đúng rồi, trên xe còn lại 9 bạn. Các em rất là giỏi. Thế
thấy các em làm có đúng trên bảng như cô không nào? À, nếu các em làm đúng như cô trên bảng, cô sẽ thưởng cho các em một tràng vỗ tay nữa nhé. Để củng cố lại kiến thức bài học hôm nay, cô sẽ cho các em tham gia một cái trò chơi nhỏ. Trò chơi có tên là ai nhanh ai đúng. Các em đã sẵn sàng chưa nào? À, nếu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta cùng tham gia với cô nhé. Các em hãy cho cô biết 13 trừ 5 bằng bao nhiêu nào? À, đúng rồi, 13 trừ 5 bằng 8. Các em giỏi lắm. Cho cô biết 14 trừ 5 bằng bao nhiêu nào? À, đúng rồi, 14 trừ 5 bằng 9. Các em rất giỏi. Các em hãy cho cô biết 15 trừ 8 bằng bao nhiêu nào? À, đúng rồi, 15 trừ 8 bằng 7. Các em giỏi lắm. Cái khi thực hiện phép tính 15 trừ 8 các em làm thế nào? À, đúng rồi, đầu tiên các em lấy 15 trừ 5 bằng 10, sau đó các em trừ tiếp cho 3, 10 trừ 3 bằng 7, chúng ta có 15 trừ 8 bằng 7. Cô thưởng cho các em một tràng vỗ tay nữa. Trò chơi vừa rồi đã kết thúc tiết học toán của chúng ta hôm nay. Các em hãy xem lại bài và đồng thời chuẩn bị cho cô bài bảng trừ tiết 3 các em nhé. Cô cảm ơn các em đã theo dõi bài học hôm nay. Cô chúc các em học tập thật tốt. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau. Đến chào các em.